Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế nói chương trình viện trợ Ukraine nhận được sự ủng hộ rộng lớn, tin từ Washington DC. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế gọi tắt IMF, bà Christine Lagarde cho biết là tổ chức này sẽ tung cho Ukraine một gói viện trợ trị giá từ 14 tỷ đến 18 tỷ Mỹ kim để vực dậy nền kinh tế nước này. Trong một cuộc họp báo trên phạm vi rộng, bà Lagarde cũng cho biết là Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến khích các ngân hàng trung ương châu Âu tái khẳng định cam kết của họ là sử dụng biện pháp không theo quy ước khi cần để tăng số tiền viện trợ nhiều lên. Bà Lagarde nói Quỹ tiền tệ quốc tế rất lo ngại về nguy cơ tiềm năng trong các nền kinh tế tiên tiến nói chung và trong khu vực đồng euro nói riêng, vì đây là nơi mà họ biết rằng lạm phát thấp kéo dài sẽ gây tổn thương cho sự tăng trưởng lẫn việc làm. Và trong bối cảnh này, thì Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến khích các ngân hàng trung ương châu Âu nên nhắc lại cam kết đối với việc viện trợ cho Ukraine. Gói giải cứu của Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ giúp Ukraine thoát khỏi bờ vực phá sản cấp quốc gia đang cận kề. Tuy nhiên, theo bà Lagarde, kế hoạch này cũng đi kèm những điều kiện rất khắt khe. Trong đó, các chủ nợ của Ukraine sẽ chịu mất một phần tiền của khoản vay. Ngoài ra, Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ áp dụng các biện pháp cải cách khác để đưa Ukraine trở lại với ổn định tài chính. Một số nhà phân tích cho rằng Ukraine có thể cần tới số tiền lớn hơn nhiều so với mức viện trợ mà Quỹ tiền tệ quốc tế cam kết.